Liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, bên cạnh đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 28 bị cáo, bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, chồng của bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xử phạt bị cáo Chu Lập Cơ 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xử phạt Trương Huệ Vân 17 năm tù về tội tham mô tài sản, Dương Tấn Trước 11 năm tù về tội tham mô tài sản, Trần Thị Mỹ Dung 16 năm tù về tội tham mô tài sản, Nguyễn Cao Trí 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo trên đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Liên quan nội dung tuyên buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để bảo đảm khoản thi hành án, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo cho rằng số tiền hơn 2.800 tỷ đồng là do công ty cổ phần đầu tư Sunny Island thanh toán cho dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển vào tháng 12 năm 2020. Căn cứ theo hợp đồng và phán quyết của Trung tâm Trọng tài VIAC, Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ trả lại cho Sunny Island hơn 1.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Do đó, phán quyết buộc trả hơn 2.800 tỷ đồng của Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Quốc Cường Gia Lai.